Rụng tóc nhiều, khi nào là bệnh? Nhiều người thắc mắc bị rụng tóc nhiều là bệnh gì? Đúng vậy, hiện tượng rụng tóc bất thường cũng có thể đến từ nguyên nhân bệnh lý. Lúc này, bạn nên quan sát cụ thể và theo dõi những triệu chứng như sau. Mỗi ngày tóc rụng hơn 100 sợi và không rõ nguyên nhân. Tóc rụng nhiều trong một thời gian dài. Mỗi khi chải đầu hoặc cội đầu thì tóc có thể rụng rất nhiều, có thể vơ thành từng nhúm tóc. Khi tóc khô, bạn chỉ cần đưa nhẹ lên vuốt tóc sẽ thấy tóc rụng nhiều và vướng vào các kẽ tay. Tóc rụng rất nhiều nhưng hầu như không có dấu hiệu mọc tóc. Mái tóc của bạn càng ngày càng mỏng đi. Tóc có thể rụng ở một số vị trí nhất định và thường rụng thành từng mảng. Quan sát da đầu thì hầu như không thấy tóc con. Một số mảng còn thưa tóc giống như bị hói. Một số trường hợp tóc con có mọc lên nhưng rất mảnh và yếu. Có khi lại xoăn tít. Đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu dưỡng chất và bạn nên đi khám để được bác sĩ chẩn đoán, điều trị. Một số hiện tượng kèm theo khi rụng tóc là ngứa da đầu, có vết hồng ban trên da đầu. Với những triệu chứng này thì rất có thể là rụng tóc do bệnh nấm da đầu và cũng cần đến khám bác sĩ da liễu sớm. Các nguyên nhân gây rụng tóc thường là do sự mất cân bằng yếu tố nội tiết nam hay nữ, căng thẳng, stress, yếu tố di truyền, thiếu dinh dưỡng, lạm dụng các hóa chất làm đẹp. Tuy nhiên, rụng tóc có thể do các nguyên nhân bệnh lý sau. Bệnh lý tuyến giáp. Bệnh tuyến giáp gây ra tình trạng mất cân bằng hormone tuyến giáp trong cơ thể. Bệnh suy giáp gây giảm lượng hormone, tuyến giáp hoạt động kém, hoặc bệnh cường giáp cơ thể sản xuất quá nhiều hormone, tuyến giáp hoạt động quá mức. Rụng tóc là một trong những dấu hiệu điển hình của bệnh lý tuyến giáp. Khi lượng hormone tuyến giáp mất cân bằng sẽ cản trở quá trình trao đổi chất, dẫn đến nhiều nang tóc không hoạt động, từ đó tóc ít mọc và thưa dần. Bệnh lý viêm nhiễm da đầu. Các loại nấm tóc ký sinh trên các tế bào chết của tóc và chúng dễ dàng lây lan ra toàn bộ da đầu, dẫn đến các loại viêm da đầu, nhiễm trùng, khiến tóc thưa yếu, dễ rụng. Nếu không điều trị dứt điểm bệnh nấm tóc, bệnh có thể gây rụng tóc từng mảng lớn và có thể dẫn đến hói đầu. Rối loạn hệ thống miễn dịch, bệnh lý tự miễn. Khi hệ miễn dịch bị rối loạn, cơ thể có thể bị nhầm lẫn nang tóc là yếu tố lạ xâm nhập, dẫn đến cơ thể hình thành kháng thể để đào thải các tế bào nang tóc. Trong đó đặc biệt là tế bào mầm tóc bị hủy hoại, dẫn đến quá trình rụng tóc đến nhanh và sớm hơn bình thường. Hội chứng buồng trứng đa nang. Ở phụ nữ, hội chứng buồng trứng đa nang gây ra mất cân bằng hormone làm cho cơ thể sản sinh ra quá nhiều nội tiết tố nam thay vì nội tiết tố nữ. Bệnh này thường gây tình trạng rụng tóc nhiều, trong khi lông ở mặt và những nơi khác trên cơ thể thì lại mọc nhiều hơn mức cần thiết. Thiếu máu, thiếu chất. Quá trình nuôi tóc tiêu tốn khá nhiều dưỡng chất để có một mái tóc chắc khỏe, trong khi đó ở nữ giới lại dễ thiếu hụt máu và các chất dinh dưỡng quan trọng như kẽm, protein, sắt, do kinh nguyệt, mang thai, sinh nở hoặc bữa ăn không đủ chất. Khi hàm lượng dinh dưỡng không đầy đủ, các tế bào mầm tóc bị thiếu nuôi dưỡng, thiếu sức sống, tóc mọc yếu và dễ rụng hơn bình thường. Hy vọng bài viết trên đã lý giải được những thắc mắc của bạn về rụng tóc bệnh lý. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ lấy lại được mái tóc bóng khỏe và dày dặn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình.